các bạn, hôm nay mình phát hiện một điều là khủng khiếp, là nguyên nhân là tại sao những cây sen đá của mình càng ngày càng bị tiêu hết là thế này. Đây đây chính là thủ phạm, nhớ nó ăn không? Hồi nãy mình bắt một con mình lấy nó cho nó bò tới nữa nè, vết gần còn rất là mới luôn á, tức ghê luôn quay. Mọi người có cách nào trị cái con này không? Còn đây nè, đây nó lại bò lên nữa nè, rất là bực mình nè, thấy chưa, từ già cho tới trẻ đó, nó bò vô nó ăn á. Ra bao nhiêu lá là nó uống hết trơn luôn, bực mình thiệt, thời luôn á. Bởi vì cái cây của tôi càng ngày càng lụng luôn, không thể sống nổi với nó luôn á. Nó giờ nó ăn đó, không phải một mình nó đâu, rất là nhiều. Đây nè, nó đó, cứ mưa xuống là nó lên, nó bò lên nó quất, rụng nậu hết trơn. Hôm trước tôi ở đây tôi có 3 cây, mà giờ tôi còn có một cây bự, cây này là lớn nè, mà rễ của nó bây giờ không phát triển nổi luôn. Nè, coi này, cái hang ổ này nữa chưa, một con quá trời luôn nè, nó cắn từa lưa hết trơn trời. Hôm nay rảnh mới đi ra đây mới thấy nè, nó bò với nó uống hết trơn luôn. Mấy con này không biết có cách nào chạy không trời. Nè đây nè, cái cây này mình bị nè, nó ăn cùi chân luôn. Hôm qua hôm trước nó phát triển rất là đẹp, ra lá rất là đều, rồi qua một đêm nó sáng nó ăn nè, nha, thấy không mọi người, nè thấy chưa, nè, ở dưới đây là một con bự luôn nè. Còn mấy cây này tôi trồng, tôi nhân nó lên nè, chắc vài bữa nó cũng thiến luôn, nó đẻ trứng trong đây nhiều quá nhiều rồi. Bó tay luôn rồi, mọi người, có ai chỉ mình cách gì đi mọi người, thấy không? Đây như vậy nè, đây là nó phục hồi không kịp luôn á. Đấy, đây hôm trước, hôm trước nó bị ăn ở đây nè, này mình bán nè, đó, nghĩa là cái cây của mình là nó không kịp phục hồi luôn. Nè nó bò, nó bò sau lưng ăn nữa chưa, nè, bắt quá tan luôn á, nè, đây nè, thấy chưa, đó, chính xác là nó luôn á. Nè. Quá trời luôn. Cái cây của mình là lớn không nổi luôn á. Hôm trước nó rụng lá, mấy cái cây sen đá này nó rụng lá nó lên nhiều lắm. Mà sau đợt mưa cái ốc sên nó lên á. Hôm trước mấy cái lá nó rụng nhiều lắm. Thì nó lên cái mùa mưa xuống á, ốc sên nó lên nó ăn không còn gì luôn á, tôi buồn ghê luôn, chắc tôi chuyển sang trồng sứ hết luôn á. Nè cây này hôm trước đẹp lắm, giờ ăn cùi trơn, bây giờ ở đây nó còn bò lên nó quất, mấy thằng bay là mấy thằng mắc dịch, tao ghét mấy bay, đi ra khỏi cuộc đời tao. Mọi người có cách nào chị mấy con ốc sên không, chị với mình giúp đi. Trời ơi coi nè,
quá trời luôn, buồn ghê, rụng lá trơn, ăn chịu không nổi luôn. Bò vô tức quá tức. Ơi, xin chào mọi người nha. Mọi người có cách nào chỉ với mình với mọi người không?